Hello các bác nhá. Và anh nên đoán là ông em ở trên Bắc Linh lắp bộ Crow VIP giá tầm hơn 40 củ thôi. Con này anh ấy sử dụng một đô la Mỹ 805 một quả súp 3D đẩy 4 kênh của Moti vàng X, vàng X6, mic X2. Và anh em về súp Mỹ anh em nhá. Đây. Súp Mỹ 118 này. À 218. Mỹ loài anh em nhá. Một về được một quả, hai quả thơm vắng. 3, 4, 5, 6, 7. Bay quá. Súp Mỹ nhá. Toàn Mỹ rồi, đồ Mỹ Tây. Sao không hát cho người riêng rằng trên cầu. Hay lắm. Đây. 805. Súp cái đây đây. Đây ngược rồi, đây ngược kìa. Mắt buồn thơm mất mất ngủ. Bằng X, ông Hoàng đặc biệt. Lách này có, em đã có X800 X2. Nói luôn. Máu này. Dòng này thì các bác nghe được cả Bolero. Như cái nhà vàng cổ anh em đừng nghe loa Mỹ nhé. Cổ thì không nghe được đâu. Nhà cổ thì tóm lại không nên dùng cái loa này. Mà nhìn cháy loa luôn.